Chương trình Sức khỏe và đời sống hôm nay được sự bảo trợ của công ty Onyx nhằm mục đích gia tăng kiến thức căn bản về bệnh ung thư gan. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quang. Rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Chương trình của chúng ta hôm nay sẽ bàn về một căn bệnh có lẽ rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta bị, đó là cái căn bệnh viêm gan B. Nhưng mà chúng ta bàn về một cái nguy cơ của căn bệnh viêm gan B gây nên, đó là cái vấn đề ung thư gan. Thì hiện nay trong chương trình của chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Gabriel. Bác sĩ Gabriel là một chuyên gia giải phẫu thay gan. Bác sĩ hiện nay là giám đốc cái chương trình giải phẫu gan tại nhà thương Methodist. Và ngoài ra bác sĩ cũng là khoa trưởng khoa giải phẫu về bệnh gan, là khoa giải phẫu ghép gan. Ngoài ra chúng tôi còn có bác sĩ Alex Nguyễn là một chuyên gia về bệnh máu và bệnh ung thư đến bàn với chúng ta về cái vấn đề này. Please say hello to our audience. Hi, how are you? And thank you for having me today here with you. It's a real honor for me. Xin kính chào khán giả. The first question I will be directing to Dr. Alex Nguyen first, and then we'll talk about your part in all of this. Bác sĩ Alex Nguyen, thưa bác sĩ, thì là bác sĩ có thể cho biết thêm cái vấn đề là cái bệnh ung thư gan là một cái căn bệnh như thế nào? Thì trước nhất là hôm nay mình nói chuyện về ung thư gan thì Alex muốn khán giả hiểu rõ là hôm nay mình nói chuyện về ung thư gan mà nó bắt đầu từ gan mà nó bắt đầu ra. Coi như là mình nói khác, không như là các nhiều loại ung thư khác như là ở phổi hay là ngực hay là ruột già, nó có thể lan tới gan, là cái đó là vấn đề khác. Thì ung thư gan đó thì đa số là bắt đầu trong một cái người bệnh mà đã có bị bệnh gan trước rồi, nhất là bị bệnh chai gan. Chai gan vì uống bia uống rượu nhiều, hoặc là chai gan bị viêm gan, thì thường là ung thư gan nó bắt đầu trong những người có bệnh gan trước như vậy. Như vậy thì thường thường cái bệnh ung thư gan này mà chúng ta bàn đến hôm nay đó là một căn bệnh nó phát xuất từ cái gan, và thường thường người bệnh có cái căn bệnh kinh niên, ví dụ như bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C chẳng hạn. Thì cái câu hỏi này chúng tôi sẽ dành cho bác sĩ Gorian, đó là cái những cái người nào sẽ có những cái nguy cơ bị bệnh ung thư gan. Dr. Gorbio, who is at risk for liver cancer? Anybody who has liver cirrhosis is at the risk of liver cancer. The top two causes for liver cancer are the top two causes for cirrhosis, which are really hepatitis C or hepatitis B. Bác sĩ Gorbio nói rằng là những cái người nào mà có bị chai gan là có cái nguy cơ dễ bị bệnh ung thư gan, và những người bị chai gan thường hay là những người có bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C. Thì như vậy cái câu hỏi của chúng tôi kế tiếp là cho bác sĩ Alex là những cái triệu chứng của cái bệnh gan bị ung thư gan nó là như thế nào? Thường thì triệu chứng của những bệnh nhân bị ung thư gan đó thì giống như những cái triệu chứng mà những người đã bị chai gan, nhưng mà nhiều khi coi như là những cái triệu chứng hay những cái dấu hiệu nó quá ra, khi đó thì thường là mình phải để ý coi như là người bệnh chai gan rồi có phải là người ta đã bắt đầu có ung thư đó hay không. Và ngoài đó thì dĩ nhiên là những người mà bị ung thư gan có thể bị đau, có thể bị đau bụng, xuống cân tại vì không muốn ăn, hoặc là có thể bị sình bụng, có thể bị tiêu chảy. Vâng, thì là cái câu hỏi kế tiếp là sẽ để dành cho bác sĩ Gabriel, đó là cái tỷ lệ những người cộng đồng trong Á Châu của chúng ta bị bệnh ung thư gan như thế nào, và nhất là cộng đồng Việt Nam chẳng hạn, ở tại Mỹ thì là cái tỷ lệ bị ung thư gan trong những cộng đồng Á Châu như vậy là như thế nào? Dr. Gabriel, what is the incidence of liver cancer in the Asian community or the Vietnamese community in particular? The incidence of cancer is about 10-15%. I think that the incidence of cancer with hepatitis B would be about 10%, and we're finding now that hepatitis C carries about a 15% chance that you do have liver cancer on top of it.
Then when do people usually develop liver cancer in chronic hepatitis B and hep C? Cái câu hỏi tôi cũng hỏi cho bác sĩ Gabriel là cái khi mà chúng ta bị bệnh viêm gan B và C thì lúc nào là lúc chúng ta hay phát sinh ra cái bệnh ung thư gan? Well, with hepatitis B, we have seen vertical transmission of the disease, and then theoretically you can develop the cancer anytime. With hepatitis C, we have seen it really after the development of cirrhosis. But I think the right thing is, if you do have hepatitis B or hepatitis C, or you're worried about it, to need to get checked for it, and then get screened for the presence of cancer. Bác sĩ Gabriel có nhắn là cái tỷ lệ bị bệnh ung thư gan trong cộng đồng Á Châu đó thì có thể lên đến tới 6% tới 10% trong cái nhóm người bị bệnh viêm gan mãn tính B hoặc là C, và thường thường là những người viêm gan B đó thì là có thể bị ung thư gan vào bất cứ lúc nào. Viêm gan C thì khác một chút xíu, là thường hay bị ung thư gan vào lúc họ bị chai gan. Nhưng mà cái vấn đề mà bác sĩ Gabriel muốn nhấn mạnh với quý vị là nếu chúng ta có bị bệnh viêm gan B hoặc là C thì chúng ta cần phải được lục soát để xem thử là chúng ta có bị bệnh ung thư gan để phát hiện sớm hay là không.